Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của Đài BTN. Quý vị, hôm nay Trường Giang đang có mặt tại nhà thờ St. Ambrose nằm trong thành phố Rochester, tiểu bang Massachusetts để tường thuật lại lễ mẹ măng côi, bổn mạng phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại tổ chức. Và Trường Giang có ghi nhận một số hình ảnh sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, theo thông lệ hàng năm, các thành viên trong phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại đều tổ chức buổi lễ tuyên thệ để lặp lại lời tuyên kết dấn thân phục vụ giáo hội trong phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại tại Boston. Buổi lễ mẹ măng côi bổn mạng phong trào giáo dân Việt Nam tại hải ngoại lần thứ 22 được tổ chức tại nhà thờ St. Ambrose, một buổi thánh lễ trang trọng đã được cử hành với sự tham dự của các linh mục trong giáo phận, các hội đoàn đoàn thể trong cộng đồng cùng với hàng trăm giáo dân đến từ các thành phố trong tiểu bang Massachusetts. Ông Lê Trăng Ăn, một thành viên sinh hoạt nhiều năm trong phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại, chia sẻ các sinh hoạt và buổi lễ bổn mạng phong trào giáo dân hôm nay như sau. Đối với phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại, ngoài tôn chỉ là để phục vụ giáo hội, phục vụ đồng bào và nhất là tạo một khối đoàn kết khuyên đề ở trong cái cộng đồng người Công giáo Việt Nam hải ngoại, nhất là dựa vào bốn cái đường hướng và cái tiêu chuẩn của phong trào là tôn giáo, xã hội, chính trị và văn hóa, để dựa vào đó để chúng tôi cùng bước theo những cái sinh hoạt chung với cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Với hiện tình đất nước đang rơi vào hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, chúng tôi đã có cơ hội tiếp chuyện cùng với ông Lại Tư Mỹ, một thành viên của phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại, để tìm hiểu thêm phong trào giáo dân tại Boston có thể làm gì để hỗ trợ cho đồng bào ở các tỉnh miền Trung đang sống trong tuyệt vọng sau sự kiện cá chết tại 4 tỉnh miền Trung do công ty Formosa gây ra. Ông cho biết. Kính thưa quý vị, chẳng những riêng phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại mà tôi nghĩ rằng bổn phận của tất cả mọi người chúng ta là phải hỗ trợ cho những người mà ở Hà Tĩnh và những 4 tỉnh miền Trung, nhất là bây giờ có những cái phong trào mà biểu tình ôn hòa và nộp đơn để mà đòi thưa kiện Formosa, và riêng cái phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại chúng tôi làm hết sức mình để động viên, cũng như bằng những cái phương tiện có thể có được, chúng tôi giúp đỡ từ tinh thần cho đến vật chất để cái phong trào đó ngày càng phát triển, để có thể làm một cái nhân rộng lớn, có thể lan rộng ra toàn quốc. Sau buổi lễ tuyên thệ, các thành viên của phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại tại Boston đã có một buổi tiệc ăn mừng với sự tham dự của đa số hội đoàn và đoàn thể trong cộng đồng người Việt tại tiểu bang Massachusetts. Chúng con xin lặp lại lời tuyên ngôn, nguyện công nghe hết khả năng, vì lực Chúa ban, thực thi ơn gọi và sứ mệnh người tin hữu đau đớn trong đau, trở thành mũi đất và ánh sáng thế gian, bảo vệ các giá trị và sự sống gia đình, kiến tạo và xây dựng gia đình nhân loại trên nền tảng tương lai tương lai. Quý vị, sau phần tuyên thệ là chấm dứt chương trình của buổi lễ hôm nay, Trường Giang tường thuật cho Đài SBTN từ thành phố Rochester. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.